Chào mọi người nhé, hôm nay mình hướng dẫn mọi người cài phần mềm cho con robot Rapido này nhé. Ví dụ như máy mình là máy iPhone ấy, mọi người sẽ vào App Store này, mọi người đánh tên phần mềm là WeBack nhé. We này, Back này, đó, đây là mọi người phần mềm đây nhé. Đấy, mọi người ấn tải nhé, đây mình tải sẵn rồi nhé. Tải xong rồi thì mình ấn mở này. Đấy, nó sẽ hỏi thì hỏi gì mọi người cứ cho phép hết nhé, đồng ý hết nhé. Xong mọi người nhấn vào phần đăng ký ấy, nó có phần đăng ký ấy. Đây nó phần đăng ký này, mọi người nhấn vào phần đăng ký nhé, đồng ý này. Đó, xong mọi người nhập email, nhập mật khẩu này, xong nó sẽ gửi mã về email ấy, mọi người lấy mã xác minh này. Xong là mọi người nhập cái hình ảnh ở bên này vào cái dòng bên này nhé. Bên này nó ghi chữ số gì thì mình ghi sang bên này nhé. Ở đâu mình đã lập được một cái link rồi nhé. Bây giờ mình đăng nhập luôn. Đó. Đó, khi mọi người đăng nhập được vào rồi nhé, thì mọi người nhấn vào phần dấu cộng này nhé. Phần dấu cộng này nè. Đó, thì nó sẽ hiển thị như này nhé. Thì mọi người sẽ cầm con robot lên ở phía góc này, nó sẽ có một cái phần mã QR code ấy. Thì mọi người sẽ quét cái mã này nhé. Mọi người quét cái mã này. Đây, mọi người quét cái mã này nhé. Đây này. Đó, khi mọi người quét xong nhé, thì nó sẽ hiển thị đây. Đó, khi mọi người quét mã rồi nhé, nó sẽ hiện cái phần wifi này nhé. Thì mọi người kết nối vào cái mạng wifi nhà mình nhé. Đấy, mọi người đã chọn tên wifi nhà mình này, bấm vào phần này nhé, nó sẽ sổ ra phần wifi này. Mọi người kết nối vào phần wifi nhé. Xong là mọi người đánh mật khẩu wifi vào này. Đó, xong mọi người ấn xong nhé, ấn tiếp theo này. Đó, đây mọi người sẽ, bây giờ mọi người sẽ làm theo thao tác mà phần mềm nói nhá. Bây giờ mọi người sẽ giữ nút khởi động 3 giây này. Đây mọi người sẽ giữ cái nút này nhá. Giữ đến bao giờ. Đây mọi người bật robot lên này. Đó, xong mọi người đợi robot khởi động nhá. Thì mọi người giữ cái nút này. Chào mừng bạn sử dụng robot hút bụi Rapido. Đấy, robot đã sẵn sàng. Giữ cái nút này đến bao giờ nó phát ra âm thanh nhé. Cứ kết giữ mạng. Đấy, nó thông báo là kết nối mạng nhé. Thì mọi người sẽ lại quay lại phần mềm này. Đấy, mọi người tích vào cái phần các thao tác đã được hoàn thành nhé. Phần tiếp theo này. Đó, thế là phần mềm sẽ tự động tìm đến robot thôi. Đấy, nó hỏi cái gì mọi người ok hết nhé. Kết nối này, nó hiện ra vừa nãy thì mình ấn kết nối luôn. Đấy, là máy sẽ tự. Đấy, nó có hỏi cái gì mọi người ok hết nhá, đồng ý hết, kết nối hết. Tất cả phần mềm ấy nó là tiếng Việt hết, nên mọi người rất là dễ sử dụng luôn. Đấy, khi mà thành công rồi mọi người, nó sẽ báo này, kết nối thành công nhé. Mọi người ấn kết thúc này. Đó, thế robot của mình nó sẽ hiện ở đây nhé. Ở đây sẽ có phần trăm bi, nó sẽ hiện ở ngay đây luôn này. Đấy, mọi người bấm vào này. Đấy, đây là giao diện là phần mềm nhé. Đây là có phần mọi người sẽ cho robot chạy để cho nó quét bản đồ nhé. Khi mà quét xong thì mọi người vào quản lý bản đồ này. Đó, xong mọi người sẽ lưu cái bản đồ ấy lại nhé. Như bản đồ ấy lại, bao giờ mọi người muốn sử dụng, ví dụ như tầng 1, tầng 2, tầng 3 ấy, thì mọi người sẽ vào cái phần quản lý, mọi người bấm chọn cái phần bản đồ đấy nhá, để cho robot chạy nhé. Thì nó sẽ chạy thông minh hơn, còn nếu không mọi người cứ bấm vào đây là nó sẽ tự quét lại, bấm vào cái phần chạy này, nó sẽ tự động chạy, chả phải dùng phần mềm. Đấy, nó sẽ tự động chạy. Đấy, nó sẽ có phần khu cấm làm sạch này, là mọi người không muốn nó vào cái chỗ nào ấy, thì mọi người bấm vào cái phần này.
mọi người vẽ một ô hình chữ nhật đấy là nó sẽ không vào cái phần ô đấy. Có phần tường ảo này là mọi người không muốn nó đi qua, nó sẽ là đường thẳng đấy. Mọi người kẻ một đường thẳng nó sẽ không đi qua cái đường thẳng đấy. Đấy, và phần khu vực hạn chế này là robot sẽ không vào cái khu vực đấy nhé. Đây là khởi động này. Đây là chế độ làm sạch nhanh chậm nhé, thì mọi người lên để chế độ bình thường nhé. Chứ để chế độ nhẹ nhàng thì nó sẽ hút hơi kém. Còn để chế độ mạnh nó sẽ rất là hại máy hút nhé. Mọi người cứ để dùng bình thường ấy nhé. Đây là chế độ lau nhà. Chế độ nhà thì có hai mức. Cái quay là từ mức 1 đến mức 3 là mức mình lau nhiều nước hay là ít nước ấy. Còn đây là phần chạm sạc là về sạc ấy. Ở đây nó sẽ có phần về những cái mở rộng nữa đấy ạ. Đấy, đây là phần định vị này, là xem mình muốn biết robot đang ở đâu thì định vị này. Điều hướng này thì mình điều khiển nó như kiểu mình đi theo ý của mình ấy. Đấy, thế thôi. Chào mọi người nha, chúc mọi người sử dụng phần mềm tốt nha.